Vậy Lê Mô đã chính thức được bắt đầu. Ike Gundogan. Đã có bàn thắng không? Như vậy là vẫn chưa thể có bàn thắng. Bóng đã chạm vào cột dọc. Dường như tôi đã nhìn thấy bàn thắng nhưng điều đó đã không xảy ra. Erling Haaland. Làm cái gì đây anh ơi? Đây rồi, ui. Trận đấu diễn ra quá nhanh và chúng ta đang được nhìn thấy một trận cầu dữ thiệt, nơi mà những cổ động viên luôn mong chờ. Kevin De Bruyne. Ui giời ơi, đá như thế này thì rất nguy hiểm. Lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Varane. Diogo Dalot. Pha lấy bóng tốt. Đây rồi, đây rồi. Akasilo. Cú đá đây. Tiếp rồi. Đúng là một con quái vật không thể tin nổi. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Một lần. Casemiro. Eriksen. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Marco Rafa. Bóng hơi cà cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Kevin De Bruyne. Rất kỹ nghệ. Ra cánh hợp lý. Rất đáng tiếc ở tình huống vừa rồi. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài đã vang lên. Anh Thỏ nghĩ sao về những gì? Xin mời các bạn cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì hai đội sẽ đổi sân. Casemiro. Harry Maguire. Được ăn cả ngã thì thua. Cánh rất thoáng. Cơ hội đây rồi. Cắt bóng rất hay. Đường chuyền. Erling Haaland. Akasilo. Haaland. Đó là một pha chạm bóng rất thiếu cảm giác. Harry Maguire. Lúc so. Eriksen. Ludo. Marco Rafa. Cơ hội đây rồi. Không có gì khó khăn. Sự áp sát cần thiết. Eriksen. Casemiro. Rất nguy hiểm mày.
Ui dồi ôi. Mất bóng rồi. Kyle Walker. Ike Gundogan. Đưa bóng vào. Không thể tung ra cú dứt điểm. Hiệp 2 còn 15 phút nữa. Pha lấy bóng tốt. Erling Haaland. Rất khó chịu. Sẽ có một quả đánh biên. Takadala. Đã không có tình huống dứt điểm ở trong khu vực 16m50. Vậy là những phương án thay đổi người sẽ đến sớm thôi. Ike Gundogan. Rất nguy hiểm. Gôn. Có lẽ đến thời điểm này thì chúng ta có thể gọi là end game rồi. Phải nói là quỹ đạo đi của trái bóng nó cũng rất kinh dị. Kể cả có chạm được tay vào bóng ở tình huống này thì cũng khó mà đỡ được. Có lẽ là những phương án thay đổi người sẽ đến sớm thôi. Varane. Không được rồi. Harry Maguire. Casemiro. Eriksen. Sẽ có bao nhiêu phút đá bù giờ đây? Chính xác là một. Rất quyết liệt. Những giây cuối cùng của trận đấu này. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên.